Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ cập nhật lại dự án Swap Token. Bạn nào đã làm có làm dự án trước đây thì các bạn vào check chiến các bạn. Thì con chắc mình có để dưới phần link mô tả các bạn copy con chắc nó vào một tìm kiếm này các bạn. Thì các bạn sẽ mở ra sẽ thấy được token sẽ phong phối các bạn. 100 token Bori hiện tại token này đã list trên sàn ban KK Swap các bạn. Và mình hướng dẫn các bạn chơi luôn. Các bạn bấm vào một ban KK Swap Chain này các bạn. Các bạn chọn mạng BNB Smart Chain chỗ này nha các bạn. Con này chắc được vài đô ạ. Rồi sau khi vào sàn BankK Swap thì các bạn chọn một select, các bạn bắt con chắc nó vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm một add. Thì mình đã bấm nút add rồi, rồi tiếp tục thì các bạn mở ra. Rồi các bạn nhấp vào một dục đầu cộng dấu mũi tên đảo lên các bạn. Các bạn chọn tìm kiếm tốc cần là bơ. Bơ. Rồi đây nè bạn, nó nè bạn. Rồi các bạn chọn max 100% nha các bạn. Được bao nhiêu đây? À được 0.006, khoảng 2 đô mấy 3 đô rồi các bạn. Các bạn bấm vào swap nha các bạn. Vì mình khuyên các bạn nên giữ đó đi bạn, sau này tôi cần sẽ lên giá các bạn bấm swap nha các bạn. Khi swap các bạn cần phải có một chút phí BNB Smart Chain là phí này nè các bạn. Thì các bạn bấm swap là tự động nó về BNB các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn swap tôi cần bởi đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video và đang ủng hộ mình. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.